chợ Việt Nam này các bạn. Chợ của người Việt Nam mình bán bánh mì thịt bò, heo, bánh mì thịt heo nè với ham nè ha. Rồi bánh mì sandwich này, thịt heo nướng nè. Ngon ha. Anh mua gì đi lấy đi, xuống hỏi bà đi. Vietnamese sandwich nè. Bánh mì này, bánh mì thịt gà, cá nè, cá nục chiên, cá chiên, cá cơm chiên. Đó, xôi nè. Bán đủ loại xôi ha. Xôi, xôi lá dứa nè, xôi đậu phộng nè. Này là xôi mặn này các bạn. Một gói như vậy khoảng 2 đô la. Bắp luộc nè. Bánh bò thì một gói khoảng 3 đô la các bạn. 3 đô la là khoảng hơn 70 ngàn tiền Việt Nam hết. Khoai mì, bánh bao nè. Bánh bao nhỏ, bánh bao lớn. Bánh bao một cặp nhỏ thì cũng 2 đô, mà một cái bự thì cũng 2 đô la luôn. Nhìn cũng ngon ha. Đó, ở Mỹ người ta bán thức ăn vặt này các bạn. Chợ này là chợ Việt Nam nhỏ nhỏ thôi. Đó, khoai mì luộc nè. Rồi này là bánh gì đây? Vừa đậu hũ cẩu, vừa bánh da lợn, da lợn đủ thứ màu, con đậu xanh, lá cẩm, lá dứa, thì ngon chưa. Đây nguyên dãy bánh bò này. À, có bán bánh mì nữa nè. Thì bánh mì lá nè. Mì lá sao cứng vậy? Mì lá rồi bánh tét, bánh chưng, chè. Đầy đủ chè ha các bạn. Sữa đậu nành nè. Sữa đậu nành mấy một bình vậy? Mấy bình mình cũng không biết nữa. Đó, chè ly 3 đô luôn các bạn. Thấy mắc không? Ly gần 70 ngàn thì Việt Nam một ly. Ở bên Việt Nam biết bây giờ bán ly chè bao nhiêu các bạn ha? Đó, chè này là chè Thái có màu, chè ba màu, chè gì đây, chè ba màu chứ không phải chè Thái, chè ba màu, chè ba màu các bạn, không phải chè Thái nha. Một ly 3 đô la, đó rất là mắc, gần 70 ngàn thì Việt Nam một ly. Chút xíu rồi siêu rồi, để mình cầm cho các bạn xem này, cái ly này, cái ly nhỏ nhỏ vậy thôi, không có lớn lắm. Ở trên này thì bán chè, chè chuối này 2 đô la một hộp. Đó, chè đậu bán. Rồi cái này chè nếp, chè nếp với khoai môn. Cái này chè đậu. Quá chừng chè. Bánh bông lan bán đầy đủ. Đó, sa té nè. Sa té bán một hộp 3 đô. Rồi cái này là sâm bổ lựu này. Sâm bổ lựu cũng 2 đô la một ly này các bạn. Ồ, 48 ngàn đồng thì Việt Nam một ly. Biết bên Việt Nam giờ bán một ly sâm bổ lựu nhỏ nhỏ như vậy bao nhiêu ha? Nhỏ chút xíu rồi siêu rồi các bạn. Okay. Sâm bổ lựu. Rồi. Đó, người ta bán chả nè. Chả thì 6 đô la một đòn. Đó, 5 đô la rưỡi, 6 đô la. Bánh bao, chả đủ loại hết. Cái này nem, nem chua nè. Bánh nè, bánh pía, bánh pía nè các bạn. Bánh pía một cái là 2 đô la. Đó, quá chừng ha. Cái này bánh gì đây?
nhiều loại bánh lắm. Ở trên này có bán lòng heo nữa nè, lòng heo người ta luộc sẵn nè các bạn. Vỉ như vậy thì 7.50 đô. Ở đây tiếp theo nè, bì nè, bán chả giò nè, chả giò một cái là 79 sen, cá nè 2 con 9 đô, một con là 5 đô 25, cá chiên nè các bạn, người ta chiên sẵn ta bán cho mình ha. Nè chả chiên nè, ống hổi luôn, vừa thổi vừa ăn. Đây nguyên một thay chả chiên quá chừng là ngon, nóng thì là nóng các bạn, chả mới chiên ra ngon lắm á. Rồi bên này cũng là chả quế rồi chả chiên đầy đủ. Bì heo chiên nè. Rồi có bán mấy cái bánh này, bánh gì, bánh cúc kỳ gì đây nè. Chợ như vậy nè các bạn. Từ nha. Quýt mấy em thao. Nho nè, nhãn, bánh chôm chôm nữa nè. Wow, ở đây có bán vú sữa nè các bạn. Lần đầu tiên mới thấy vú sữa bán ở Mỹ nè. Nhìn cái trái của nó tàn tạ, đưa qua nhiều ngày quá rồi. Không biết vú sữa này từ đâu tới ha. Wow, vú sữa ở đây nhìn không có tươi lắm nhưng mà bán rất là mắc đó các bạn. Đó, vú sữa này vú sữa trắng. Wow, 9 đô 1 pound, 8 đô 99, chạy 9 đô 1 pound đó các bạn. Biết ở đâu đưa tới nữa. Lá trầu nè, lá trầu ở đây bán rất là mắc đó các bạn. Người ta phủ một miếng khăn ướt ở trên cái lá trầu như thế này. Thì trầu thì bán làm sao đây? Đó, chắc 50 đô 1 pound hay bao nhiêu á. Bưởi nè, bưởi nè các bạn. Ở bên này có chùm ruột nè các bạn, chùm ruột đóng hộp, không có chùm ruột là tươi gì hết. Tiêu cũng đóng hộp nè, rồi còn nhiều thứ đóng hộp lắm, xoài đóng hộp nè, quá chừng mọi thứ đóng hộp luôn á. Đó, lựu này các bạn, trái nào trái nấy bự thiệt là bự các bạn thấy không, cái lượng cầm không hết tay luôn. Đó, ngon chưa, nói chừng bự ha. Chuối này là chuối gì đây ha, chuối gì mình quên rồi, chuối tiêu hả. Bán mấy pound mình không có để giá cũng không biết nữa. Trái này cái gì đây, trái này giống trái sambuche quá vậy, cái gì cũng không biết nữa các bạn ơi. Trái này trái gì vậy? Chợ có bán cá nè, một cá không. Cái đầu cá bự. Thơm quá chừng. Ngon. Mùi gì ăn? Hành gấp đi. Đừng gấp hành, lấy cải thôi. Những cải muối ở đây ngon lắm các bạn. Đổ nước tùm lum ra thơm như sao. Em thích cái nấm này nè. Ăn thử. Nấu nấm. Măng tre nè các bạn. Thêm 2-3 cái nữa. Đừng lấy mấy cái này nha, lấy mấy cái này thôi. Nãy giờ anh có lấy mấy cái này không vậy?
không? Cái đó nó non quá em thích ăn. Em chưa xong. Rồi được rồi. Rồi được rồi đó. Anh có bỏ nó vô không? Thôi được rồi, không có sao rồi. Đi, có gì à, mua gì ăn không? Mua gà gì luộc ăn không? Nè, lấy gà, gà trống nè. Ăn không? Hả? Lấy cái con gà vàng kìa, có cái mồng á. Ừ. Mua con gà gì luộc ăn các bạn. Cá ở đây thì 5 đô một thao các bạn. Mướp nè, không biết trái nào non, à, chắc trái này non nè, còn cái bông này non nè. Cởi cuốn nha các bạn. 3 đô rưỡi, 3 đô 25 sen một cặp. Mình thích không? Thích ăn thì mua, thì lấy đi. Bánh bò nướng nè, 2 đô một dĩa. À, bánh chuối chiên nè, bánh chuối chiên 1 đô 19 sen một cái. Đậu phộng nè, đậu phộng bán nửa ký là 48 ngàn, nửa ký đậu phộng khoảng 48 ngàn đồng tiền Việt Nam các bạn. Đậu phộng luộc ha. Lấy ổ bánh mì, ổ bánh mì 3 đô rưỡi các bạn nè. Là cái hả? À, anh mua gì đây? Bánh bò hả? Bữa hôm mua gì có ăn đâu. Mình nữa không? Em ăn lấy thử cái này. Mình có ăn thêm được không? Thôi ăn thêm đi. Hôm nay đi chợ nè các bạn. Đi ít ít thôi. Đi chợ Việt Nam mua con gà này. Gà mua này về luộc ăn. Tập phòng không? Thôi xong rồi đó. Anh sao anh để chung mấy cái đồ ăn này với con gà vậy? Để riêng ra. Nay mua dưa chua về. À, kho thịt heo ăn. Mua dưa chua thì mình phải có cái thịt này nè các bạn. Miếng này ngon ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.